Nhìn vào một cái phân tích khác nữa, đây là phân tích ở trên uh, crypto coin Thì uh, các bạn thấy được là thông tin ấy, là chúng ta hồi sáng ngày hôm nay đã khoảng chừng là 2 mươi 44 phút sáng ở Hoa Kỳ. Ngày 17 tới tháng 8 đó. Thì chúng ta thấy được là có một cái dấu hiệu đó chính là chúng ta có cái số lượng USD stablecoin nghĩa là đồng ổn định rất lớn là khoảng chừng là hơn 222 triệu đột ngột được đẩy lên trên những sàn giao dịch thì nhiều người cho đây là cái dấu hiệu là có một nhóm cá vô rồi đó một số lượng người mà có tiền thì họ đã đẩy sẵn đồng ổn định lên tại vì họ có thể một cách nào đó biết được thị trường có thể có một cái đợt điều chỉnh cho nên họ đẩy sẵn những đồng định lên để mà mua À, những cái mức giá thấp hơn khi mà giá Bitcoin điều chỉnh Thì đây là cái bài đăng ở mức giá là 46.200 Bây giờ Bitcoin là khoảng 45.000 Thì có điều chỉnh hay không chúng ta không có biết Nhưng mà đây cũng là một thông tin cho thấy được là có dấu hiệu Là có à, một nhóm người nào đó hay là à, nhiều người đang đẩy đồng định lên trên sàn Khoảng chừng là 222 triệu đô la đồng định để mà chờ sẵn Và nói tới thông tin á, thì ngày hôm nay thường có một số thông tin thường muốn mang đến cho các bạn Chúng ta thấy được là tập đoàn ngân hàng Lloyds của Vương quốc Anh đó, họ đang đăng cái bản tìm người và họ đang tìm kiếm một nhân viên để mà giữ chức vụ là quản lý cấp cao về đổi mới và tiền kỹ thuật số. Thì uh, tập đoàn ngân hàng Lloyds cho rằng crypto có tiềm năng kết hợp vào tài chính truyền thống do đó cần có nhân sự để giúp thúc đẩy hoạt động kinh doanh mới. Thì uh, các bạn thấy được là nhiều bạn cũng đã chỉ được là Lloyds London đó là một trong những cái tập đoàn ngân hàng mà khá là thiện cảm đối với thị trường crypto cho nên việc mà họ tiếp tục mướn người, mướn thêm nhân sự để mà hỗ trợ thị trường này cũng là một điều cũng không gì gọi là quá bất ngờ tại vì đây là một trong những cái ngân hàng mà họ đã có dịch vụ như là bán bảo hiểm à, cho những cái công ty trong thị trường này bảo hiểm đó sẽ là đảm bảo cho những người mà gửi tiền vào trong những dịch vụ đó nếu như mà bị hacker tấn công bị mất tiền trong những cái ví nóng đó thì họ sẽ bồi thường thì bây giờ các bạn thấy được họ đang đi tìm kiếm người chúng ta thấy được là đây không phải là công ty duy nhất đang tìm kiếm người hầu như bây giờ các bạn thấy được là rất nhiều và rất nhiều những công ty đang gấp rút đi tìm kiếm người chúng ta thấy được là gần đây nhất là công ty Walmart cũng đang tìm kiếm một người để mà hỗ trợ cái việc kinh doanh thì kỹ thuật số của họ chúng ta thấy được là công ty Amazon cũng tìm kiếm người thì đây là một trong những điều mà các bạn thấy được là một ngân hàng bắt đầu tiến vào thì nhiều ngân hàng tiến vào Một công ty bắt đầu thì nhiều công ty khác bắt đầu Có thể là Walmart không có tin về tiền kỷ lục số Nhưng mà các bạn thấy được nếu như mà họ nhìn thấy cái đối thủ cạnh tranh lớn của họ là công ty Amazon Bây giờ đang tiến vào thì họ không có lý do gì mà không tìm hiểu Và cũng tiến vào lỡ như mà họ bị bỏ lại phía sau lưng thì như thế nào Các bạn thấy được là những bài học mà đắt tiền trong cái thời gian gần đây như là bài học liên quan đến Netflix và blockbuster khi mà công ty blockbuster công ty cho muốn phim nó muốn dĩa phim họ không nghĩ là người ta sẽ xem phim thông qua internet thông qua những cái cách streaming như là công ty Netflix cho nên họ cuối cùng đã bị thất bại hay là trước đó nữa là những cái công ty như các bạn thấy được là cái sự cạnh tranh giữa Nokia uh, Motorola với lại iPhone cuối cùng thì cái sự lựa chọn trước đây họ không nghĩ là một người nào đó muốn có một cái điện thoại lớn hơn và muốn sử dụng internet trên cái màn hình nhỏ nhưng mà họ đã nói sai cuối cùng đó là cái sự thực hiện bây giờ trước đó nữa các bạn thấy được là cái sự cạnh tranh à, giữa những cái công ty như là Kodak và những công ty như là Sony vân vân khi mà công ty Kodak là một công ty truyền thống họ nghĩ là À, khi mà các bạn à, chụp hình đó là các bạn là một cái lưu niệm các bạn muốn in ra các bạn muốn rửa phim các bạn muốn để vào album các bạn muốn đem ra để mặc khoe bạn bè cho nên cái việc mà chụp hình sau đó nhìn hình trên màn hình à, di tính đó, thì sẽ không có à là tương lai nhưng mà họ đã tính sai thì đây là những cái bài học mà hầu như đã thấm vào rất nhiều công ty cho nên bây giờ hầu như là bất cứ một cái công nghệ mới gì như là ai giống như bất cứ như là tiền kỹ thuật số thì những công ty họ đều không muốn bỏ trở lại một là có thể là họ đầu tư thì số tiền đầu tư đó có thể là họ bị mất đi còn đỡ hơn là nếu như mà đó thực sự là tương lai họ bị bỏ trở lại thì bây giờ các bạn thì ngân hàng tất cả ngân hàng đều gấp rút tại vì sao tại vì thường đã chia sẻ với các bạn họ muốn phục vụ khách hàng cũng như là họ sợ bị bỏ trở lại và có rất nhiều tiền có thể kiếm được trong thị trường này như là các bạn nhìn thấy doanh thu của công ty Coinbase doanh thu của sàn Binance vân vân thì đây là thông tin liên quan tới Lloyd of London của Vương quốc Anh à, Chúng ta điều rồi ngày hôm nay đó Thì Mike thương Nhớ là trong vòng chỉ một tháng thôi Thì đây là cái đơn ETF thứ nhì Trong vòng một tháng Mà công ty Galaxy Digital Của Mike Noborat Đã điền đơn Để xin có được một Bitcoin ETF Nhưng mà điều khác biệt đó Vì bọn thường là không hiểu lắm Là cái Bitcoin ETF này có gì khác biệt Cái Bitcoin ETF này đó Là dựa theo luật của Investment Company Act of 1940 Nhưng mà nào mà làm việc trong thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ á, hay là các bạn bán bảo hiểm à, liên quan đến chứng khoán thì chắc cũng đã biết Investment Company Act of 1940 đây là một trong những cái luật mà các bạn cần phải hiểu rất rõ à, để thực ra có hai luật lần nhưng mà đây là một cái luật chính các bạn cần hiểu rất rõ để có thể có được bằng À, chứng khoán của Hoa Kỳ như bạn có đã biết là thuận bản thân à, giữ bằng chứng khoán của Hoa Kỳ đó chính là series 7, series 24 và series 63 thì cái mình thường nói bạn đây đó là cái sự khác biệt đó chính là cái Bitcoin này đó là dựa theo futures ETF có nghĩa là cái Bitcoin ETF này đó là đứng sau lưng không phải là có Bitcoin thật sự hỗ trợ Mà đó là một cái Bitcoin ETF mà đứng sau lưng Đó chính là hợp đồng tương lai của Bitcoin Thì các bạn cũng đã nhớ là đối với lại chủ tịch mới của SEC đó Gary Gensler Thì ông ta nói là ông ta không có gì mà không có cho phép Bitcoin ETF hết đó. Ông ta cũng muốn có một Bitcoin ETF Nhưng mà bước đầu tiên là ông ta muốn có một cái Bitcoin ETF mà đứng sau lưng là hợp đồng tương lai à, có nghĩa là không phải là một cái chứng khoán mà là một cái hợp đồng và sau này có thể là chúng ta có một Bitcoin ETF của Bitcoin thực sự nhưng mà đây là bước đầu tiên Cho nên chỉ mới có câu nói đó thôi thì tất cả những công ty gần đây các bạn thấy được là công ty nào cũng nạp đơn Để có một cái Bitcoin Future ETF Thuận nghĩ sao về vấn đề này đó thì đương nhiên thường muốn có một cái Bitcoin thật sự, Bitcoin ETF thật sự để đứng sau lên có Bitcoin À, có nghĩa là công ty đó họ phải đi thu mua Bitcoin họ phải lưu trữ Bitcoin cho những người mà muốn mua cổ phần của cái quỹ đầu tư ETF đó chứ không phải là một cái công ty chỉ dựa theo hợp đồng tương lai của Bitcoin mà thôi nhưng mà đây cũng là một bước đầu tiên thì các bạn thấy được là nhiều công ty bây giờ chúng ta có công ty Galaxy Digital của Mike Novak cũng đã nạp đơn để có được một cái Bitcoin ETF dựa theo Futures và tôi nghĩ là chúng ta trong năm nay khả năng cao là sẽ có một cái future ETF Tại vì chủ tịch của SEC, Gary Gensler cũng đã nói là ông ta rất là cởi mở về có một Bitcoin ETF dựa theo futures. Kế tiếp nữa thì các bạn thấy được là công ty Intel đó. Thì công ty Intel đã tiết lộ là họ đã mua 3.014 cổ phiếu sàn Coinbase. Nghĩa là đáng giá khoảng 800.000 ở giới hiện tại. Cái con số này thực sự là không có nhiều đối với cái số lượng mua. Nhưng mà cũng là một cái thông tin à, cho thấy được là bây giờ đó, các công ty công nghệ họ đều muốn có một cái phần nào đó trong thị trường này một á, là họ tự đi thu mua bitcoin hay là ethereum họ lưu trữ trong công ty của họ hai đó là họ cung cấp dịch vụ trong thị trường này còn ba đó là họ có thể là đi thu mua những cái cổ phiếu của những công ty liên quan đến thị trường này như là cổ phiếu của sàn Coinbase hay là cổ phiếu của công ty MicroStrategy đây là những cách khác nhau và trong tương lai thì nghĩ là có thể một công ty không cần phải đi thu mua bitcoin trong ngân sách của họ mà họ có thể đi thu mua bitcoin ETF thì tình hình bây giờ đó là các công ty niềm muốn tham gia vào thị trường crypto bằng nhiều cách khác nhau như được phải chia sẻ không ai muốn bị bỏ trở lại sau đuôi hết đó, không ai muốn bị bỏ rơi hết những cái bài học liên quan tới Netflix và Blockbuster, Kodak và những công ty như là Sony thì đã là một trong những bài học rất đắt tiền trong lịch sử gần đây Thông tin kế tiếp nữa đó là thằng muốn chia sẻ với các bạn là cái thông tin này liên quan đến công ty đầu tư Fidelity. Thì đây là một công ty rất lớn như thế nào mà sống ở Hoa Kỳ cũng đã biết là Fidelity là một công ty lớn cơ nào về cái phương diện là đầu tư về hưu, đầu tư mutual fund vân vân. Thì công ty Fidelity nói là những khách hàng bây giờ mà có thể mua được tiền kỹ thuật số như là Bitcoin với lại công ty Fidelity tại bây giờ Fidelity đó À, chỉ cho phép những cái khách hàng Mà có tiền để mà đầu tư mà thôi Sau này họ sẽ cho những khách hàng thông thường Để mà mua Bitcoin Nhưng mà những khách hàng mà có thể mua bây giờ Đó là 90% của những khách hàng lớn Là đều hứng thú đi mua Bitcoin Và nhiều những tiền kỹ thuật số khác Con số rất là cao Họ cũng đã nói thêm là trong cuộc phỏng vấn Với lại Boston Club Christine Sander là đây là người đứng đầu của cái bộ bán tiền thuật số của công ty Fidelity đó nói là rất nhiều khách hàng họ đang rất có hứng thú để mà đi thu mua thêm Bitcoin, thu mua thêm Ethereum. Đây là hai cái loại tiền thuật số mà rất nhiều những nhà đầu tư lớn muốn thu mua. Điều này rất là khác biệt tại vì đó nhà đầu tư riêng lẻ đó những người mà mới tham gia vào đó thì thường thấy được là có một số người Uh, bắt đầu là thu mua đồng Dogecoin thông qua những dụng như là Robinhood và Weibo nhưng mà đối với những nhà đầu tư lớn đó thì họ là bắt đầu thu mua Bitcoin và Ethereum thì uh, đối với công ty Fidelity đó thì họ nói là từ lúc mà có dịch bệnh xảy ra đó hầu như là cái sự thúc đẩy chấp nhận và uh, chịu đi thu mua Bitcoin, thu mua Ethereum và cái ý nghĩ là đây sẽ là một phần trong cái danh mục đầu tư đó hầu như nó đã tăng nhanh chóng lên à, tại vì sao tại vì mọi người đã nhìn thấy được cái sự ảnh hưởng của phần trăm lạm phát tại vì tiền in ra bán nhiều như thế nào và hiện bây giờ ngay cái công ty Fidel thì họ cũng có một cái đơn để có thể có được một Bitcoin ETF Hầu như là công ty lớn nào Hoa Kỳ bây giờ cũng đã nạp đơn để có được một Bitcoin ETF Và công ty video thì không chỉ ngưng ở đó, không chỉ là họ cung cấp dịch vụ cho hàng của họ không những là họ muốn có một Bitcoin ETF Bản thân họ cũng đầu tư vào những cái công ty trong thị trường này như là họ đã đầu tư và mua tổng cộng là 74% cổ phần của công ty đào là Marathon Digital Holdings đáng giá khoảng chừng là 20 triệu đô la và Công ty Fidelity cũng có một cái quỹ đầu tư mạo hiểm, đầu tư vào những cái công ty trong thị trường này như là Devonshire Investor à, Đầu tư vào những cái công ty như là công ty LSX, công ty Talos và Coinmetrics Thì chúng ta có thể biết đây là một chuyên công ty mà thường có những bài phân tích mà đội của Tone Capital cũng mang đến cho các bạn thường xuyên thông qua những bài viết à, Và đây là cái thông tin liên quan tới Fidelity, các bạn thấy được là cái tham vọng trong thị trường crypto này của họ thực sự là không nhỏ. Có nhiều công ty họ chỉ muốn cung cấp dịch vụ mà thôi, có nhiều công ty họ chỉ muốn lưu trữ crypto khách hàng. Có nhiều công ty thì họ chỉ muốn đơn giản là lưu trữ một phần crypto trong ngân sách của họ như là một cái loại tài sản, nhưng mà công ty Fidelity thì làm tất cả. Họ vừa cung cấp dịch vụ, họ vừa đầu tư vào những công ty như là công ty đào, Bitcoin họ cũng muốn có một Bitcoin ETF, một công ty mà tham vọng trong thị trường này rất là lớn, đó chính là công ty Fidelity.